sinh nhật của bạn. Trong khi chúng ta chơi cờ tướng thì tốc độ tấn công là yếu tố tối quan trọng để quyết định thành bại của một ván cờ. Nhiều khi chúng ta chỉ cần chậm so với đối thủ một nước thôi thì cũng đã rơi vào cảnh là thảm bại. Nhìn cờ trên đây ta thấy cả hai bên lực lượng đều còn có ba chốt và một tường. Hình cờ tưởng chừng như là đối xứng nhau, nhưng nếu khi các bạn mới nhìn vào không suy tính kỹ mà nói tốc độ tấn công sẽ quyết định rất lớn ván cờ này thì các bạn đã phạm phải một sai lầm và sẽ dẫn đến là thua cuộc. Hình cờ này tuy nhìn tưởng như bên nào đi tiên thì tốc độ tấn công sẽ nhanh hơn, nghĩa là chốt sẽ áp sát tướng và chú ý đối phương trước, nhưng thật ra thì không đúng như vậy. Hình cờ này phụ thuộc rất nhiều vào tư duy tàn cuộc chứ không phải là phụ thuộc vào tốc độ tấn công. Và đúng như câu nói mà ông bà ta thường để lại, đó là dục tốc thì bất đạt. Nào, bây giờ xin kính mời các bạn cùng mình phân tích các nước đi để hiểu rõ thêm về hình cờ rất là hay này nhé. Phía bên đỏ đầu tiên có suy nghĩ là sẽ bình chốt vào thì đen là vẫn bình chốt vào, tiếp tục bình chốt vào thì đen vẫn áp sát chốt. Đến đây nếu đỏ mà bộ vàng bình bất cứ chốt nào, chốt có lô 4 hay là ở lô 6 vào thì chính tướng thì sẽ bị xuống ngay. Tại vì lúc chẳng hạn như bình là chốt lô 6 thì tướng sẽ bình qua tấn chốt gì nữa thì sẽ không kịp với nước tiếp theo của đen, đó là chốt 4 tấn 1 và sát cùng. Còn nếu như đến đây đã phát hiện ra là bình chốt sẽ bị thua mà lúc này sẽ tăng chốt thì cũng được, tại lúc này tượng sẽ tăng lên và không cho chốt xuống. Nếu như mà tượng đây tăng lên thì chốt này sẽ xuống. Đến đây thì ta thấy là bên đỏ đã hết đường đi, nếu chốt mà tăng xuống thì tất nhiên là tượng sang về, còn nếu hạ tượng về thì chốt này áp sát và chồng bước nữa là sẽ tăng xuống và sát cục này. Còn giả sử nếu như mà bình chốt ra thì cũng không được, tại vì đến đây đang sẽ nhanh hơn bởi nước mà chốt bên đỏ chú tướng bắt tướng phải bình ra, sau đó thì lại nhấn chốt xuống. Như ta thấy đến đây thì bên đỏ đã bị chậm kịp so với bên đen. Vậy có cách nào mà chiến thắng được cho bên đỏ trong hình cờ này không? Chẳng lẽ đây là hình cờ đủ xứng mà lại được quyền đi trước mà lại để thua thì thiên hà coi chẳng ra gì. Thì bước đi chính xác của bên đỏ để giúp bên đỏ có thể chiến thắng trong hình cờ này, đó là đầu tiên không có đổi bình chốt vào mà là chốt tấn. Nếu đến đây bên đen không nghĩ đến chuyện phòng thủ mà dùng chốt bình vào để so đỏ về tốc độ thì chắc chắn là sẽ thua bên đỏ ngay, tại lúc này chốt sẽ tiếp tục tấn một. Nếu mà chốt lại bình vào thì đến đây bên đỏ sẽ không tấn chiếu mà lúc này sẽ lập tức bình chốt vào chiếu. Nếu tướng bình ra lúc nào đi nữa chẳng hạn như mình có lỗ 4, tất nhiên chốt này sẽ bình ra và che mặt ngay, không cho chốt này sẽ tấn chiếu. Và như ta thấy thì cho dù bên đen có chiếu đi nữa thì cũng sẽ bị chậm một nhịp so với bên đỏ. Do vậy bắt buộc khi mà nước đi đầu tiên của bên đỏ là chốt 5 tấn 1 thì bên đen không sẽ dám mà bình chốt vào, lúc này phải dùng tượng lên để phòng thủ. Đến đây thì đỏ đi một nước rất là hay, không có vội bình chốt vào để áp sát trung tướng bất ngờ rẽ ngang, đó là chốt 5 bình của lộ sóng. Ta thấy đến đây bên đen sẽ có hai đường hướng để đi, đường thứ nhất là đi chốt vào lộ 2 và đường thứ hai là đi chốt vào trung lộ. Xét trường hợp thứ nhất đó là chốt 2 bình 3 thì chốt lại tiếp tục tấn 1, chốt tiếp tục bình vào thì chốt lại tấn 1. Như ta thấy thì tất nhiên không con chốt nào dám bình vào chiếu tướng, tại vì bình vào thì tướng sẽ lộ mặt ra và sẽ hỗ trợ chốt để tấn công và sát cục. Do vậy chốt phải tiếp tục tấn 1 thì tượng lại treo lên. Hai chốt này tất nhiên sẽ không dám bình ra, tại vì nếu bình ra thì sẽ không kịp với bên đỏ. Do vậy chỉ còn đi mũ tượng thì tượng sẽ thối về thì chốt lại bình vào, tượng treo lên thì lúc này sẽ bị chết ngay bởi nước là chốt bình vào chiếu bắt buộc tướng phải bình ra, sau đó thì lại tiếp tục bình chốt vào và sát cục. Còn ta xét đến phương thứ hai đó là bên đen không đi chốt ở lộ 2 mà lúc này đi chốt ở lộ 5 thì sẽ như thế nào. Chẳng hạn như là chốt 5 tấn 1 thì lúc này bên đỏ ngừng lại cuộc tấn công của mình và đi một nước phòng thủ rất là hay, đó là từ 1 tấn lên lộ 3 ngang không cho chốt này xuống. Tất nhiên chốt không thể rẽ đâu được, tại vì bị cản mặt tướng. Để ta thấy nước đi mà rẽ chốt của bên đỏ lúc trước là nước rất là hay, làm trong chốt này chỉ có tiếng không có đi ngang được. Đến đây thì chỉ còn cách là lại bình chốt vào thì chốt lại tấn 1, bình tiếp tục bình chốt vào thì chốt lại tấn 1. Và như thấy thì giống như tình huống lúc trước, đến đây thì bên đen chỉ còn đi vũ tượng và thế nào thì cũng không kịp với lại cái nước chốt tiếp tục bình vào của bên đỏ, và chắc chắn là bên đen sẽ bị bại cục.
như thấy hình cờ này hay ở chỗ là mới nhìn vào thì ai cũng cho rằng đó là tốc độ tấn công sẽ là yếu tố quan trọng để thắng bại ván cờ này, nhưng thật ra thì chính tư duy tàn cuộc sát bán mới có thể là giúp bên đỏ tiến thắng được hình cờ đàn này. Nếu các bạn thấy thú vị hãy cho mình một like, và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Cờ Tướng Vi Kỷ để xem tiếp những clip hay của mình về cờ tướng tàn cuộc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.